vừa xảy ra. Hãy tin tưởng tập luyện và đạt kết quả với Tony Litter và chiếc máy tập tự do Gazelle. 10 bài tập aerobic và tập luyện sức khỏe trong một buổi tập thích thú giúp đốt cháy mỡ trong cơ thể. Và hãy nhớ rằng chiếc máy tập tự do này giúp tiêu thụ calo của toàn cơ thể, làm săn chắc tất cả các cơ bắp và đốt cháy mỡ ở tất cả các bộ phận cho hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Hầu như không có sự va chạm nào trong khi tập luyện và hơn hết là sự vui thích. Tập kéo căng, luyện sức khỏe tim và làm săn chắc cơ bắp, tất cả được thực hiện cùng một lúc. Càng sử dụng nhiều cơ bắp khi tập thì bạn càng mất ít thời gian vào việc tập luyện mà vẫn đạt kết quả như thế này. Về độ tiện dụng, chiếc đồng hồ đo nhịp tim này thường được cung cấp như một sản phẩm riêng biệt, nhưng với chiếc máy tập tự do này thì công dụng đó đã được tích hợp vào chức năng của máy. Vì vậy, bạn có thể kiểm soát, đảm bảo việc tập luyện mang lại hiệu quả cao nhất. Tony Litter hoàn toàn tin tưởng rằng các bạn sẽ thích thú khi tập luyện với chiếc máy này, bởi nó sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, giúp các bạn rút ngắn thời gian tập luyện, đồng thời tăng hiệu quả thu được. Chiếc máy tập tự do Gazelle có thiết kế cân bằng đặc biệt, chống rung và lắc trong khi tập, và được gắn bàn đạp chống trượt để tăng thêm sự tiện dụng. Bộ khung sắt vững chắc và hai dây cáp căng đảm bảo độ bền cao, chịu được sức nặng tới hơn 105 kg, và nó dễ dàng được gập gọn lại để tiện cất giữ. Với tính năng không gây tiếng động khi tập, bạn có thể tập luyện bất cứ lúc nào bạn thích. Và bạn sẽ tập luyện một cách hào hứng với sự hướng dẫn của Tony Litter, với âm nhạc, âm thanh và hình ảnh phụ trợ, những bài tập mẫu, đồng hồ đếm và tập tốc độ. Hãy sử dụng chiếc máy, chắc chắn bạn sẽ yêu thích nó với những bài tập và tính năng ưu việt. Chiếc máy được kết hợp với đồng hồ đo nhịp tim và các chức năng tự động, cùng với đó là sách hướng dẫn chế độ ăn hợp lý, băng đĩa hướng dẫn tập luyện với Tony Litter. Chiếc máy tập tự do Gazelle thích hợp với mọi độ tuổi, 10 bài tập hào hứng giúp đốt cháy mỡ ở mọi bộ phận trong cơ thể.